Tôi quay xin mời mọi người xem đoạn clip ngắn này. Vì tôi quay mới thấy đăng trên cái trang là tạp chí Đu Càng nha mọi người. Đây. Đó. Đó, ghê chưa? À. Sử sự đương kim tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky. Theo Wiki, ông Volodymyr Zelensky, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1978, là một chính trị gia người Ukraine và là đương kim tổng thống Ukraine. Trước khi hoạt động chính trị, ông là một diễn viên hài và nhà làm phim. Zelensky học luật tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Kyiv tại quê hương Kryvyi Rih nhưng sau này không hành nghề luật chuyên nghiệp. Zelensky đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine năm 2019 với hơn 70% số phiếu, đánh bại vị tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko. 6 tháng trước khi ông tuyên bố ứng cử vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, ông đã là một trong những người đi đầu trong các cuộc thăm dò dư luận cho cuộc bầu cử. Ngắn thôi ha mọi người ha, cho mọi người cũng người ta chỉ trích lý lịch của một cái vị tổng thống của một quốc gia. Và hiện tại là cái hiện tại thì quốc gia đó như thế nào thì mọi người cũng biết rồi đúng không ạ? Thì thời qua cũng đồng quan điểm với chú Cầm, nhưng mà như chú Cầm cũng nói đúng không, chẳng qua là chúng ta có một cái chút gì đó sự quan tâm về cái tình hình thế giới để chúng ta nhìn lại đất nước chúng ta, và chúng ta có quyền tự hào nha. Cá nhân thời qua cũng vậy, thời qua cảm thấy là mình có quyền tự hào về đất nước Việt Nam, cụ thể là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đúng không? Nhìn về cái lịch sử và những cái cách mà mình nói là những phương sách để họ lèo lái, họ đưa đất nước sau năm 1975 nó trải qua những cái cuộc chiến tranh nó dài, và thậm chí đâu đó rồi còn bị những cái anh hàng xóm nó chọc máy nữa, mà tới giờ phút này Việt Nam chúng ta như thế nào thì không chối cãi được đúng không mọi người? Cái đó đâu ai chối cãi được. Nếu nếu mà không có một sự lãnh đạo đúng đắn hết thì làm gì đất nước Việt Nam chúng ta được như ngày hôm nay đúng không ạ? Mới nhất đó mọi người thấy à, tức là tình hình của Ukraine mọi người cũng biết rồi. Ukraine trước đây là một cường quốc về hầu như là một cường quốc về quân sự nha, theo 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 quan tìm hiểu, bởi vì những họ sản xuất vũ khí, họ sản xuất tên lửa, mà thậm chí là cái công nghệ quốc phòng của họ rất là mạnh, có thể nói là đứng trong hàng top của thế giới. Mà bây giờ thì như thế nào mọi người cũng thấy rồi, rõ ràng do đầu tàu thôi đúng chưa, do đầu tàu thôi. Còn nãy thời quan có chia sẻ hỏi chú Cầm á, về vấn đề là đôi khi mọi người có đặt dấu hỏi tại sao đúng không, tại sao một diễn viên hài lại thắng cử một cái tranh chức cái tổng thống của một quốc gia. Thì nôm na thì chúng ta hiểu là do phong trào cách mạng màu hay gì đó gì đó vân vân mây mây, nhưng mà theo thư quan nghĩ là nó có bàn tay ngầm, bàn tay lông lá đó, gọi là bàn tay lông lá. Như mọi người cũng biết rồi, mình không cần nhìn đâu xa, bởi vì kế bên thôi, đất nước Thái Lan đúng không, cũng lâu lâu cũng bất ổn mà biểu tình rầm rộ bên phe áo vàng phe áo đỏ gì đó. Thì mọi người cũng tìm hiểu ra là những người mà đi biểu tình như vậy thì được ai tài trợ, ai cho tiền để cung cấp lương thực thực phẩm giống như là những cái nhu cầu tối thiểu để họ tham gia biểu tình đúng không, thì chúng ta cứ suy ra tiếp. Và những người đó có mục đích cung cấp tiền kinh phí để cho người dân xuống đường biểu tình với mục đích gì đúng không ạ? Đó thì tôi quan chỉ đưa thêm một cái ánh nhìn đó thôi. Để tiếp theo thì xin mời khách mời Ai Việt. Xin chào bạn, 8 năm rồi chưa gặp Hello ha, 8 anh năm rồi anh bạn. em mình chưa gặp. 9 năm, 9 năm chứ không phải 8 năm, 9 9 năm năm. luôn hả, chứ không phải 8 luôn ạ. 9 năm. À? Hello anh bạn, cơ quan anh em và mọi người.
thì cho mình chia sẻ khoảng 4 phút hay 5 phút giờ là cũng vô đi làm đó anh bạn. Ok bạn. Thì cái vấn đề mà Ukraine á, thì anh biết hồi xưa là Liên bang Nga rồi họ tách rời ra, thì họ trở nên độc lập, nhưng mà bây giờ thì họ đưa cái người mà danh hài trẻ sinh 78 thì khoảng là 42 tuổi chứ bao nhiêu? Đúng 44 rồi. Tuổi chứ bao nhiêu? Đó. Thì vào làm chức vụ tổng thống của Ukraine. Thì đối với mình không phải là cái vấn đề về cái mặt chính trị, không phải là về danh hài hay là gì, nhưng mà cái cách Mỹ nó chơi tâm lý á, là nó đưa nào người người nào đó vào á, là nó đưa cái hình tượng giống là những người là giống như là kinh tế gia nè, những người hài hay là những người môn thể thao, để nó đưa cái phong trào cho những cái thành phần mà thế giới á, nhất là những thành phần mà thế giới họ muốn tranh cử vào tổng thống á. Cũng giống như là anh biết là cái tên mà Manny Pacquiao mà boxing mà của Philippines á. Philippines, Aquino hả? Đúng rồi. Aikido vậy phải không? Không, không, không. Thầy Aikido mà boxing đánh võ đài mà... À, biết biết. Quyền Anh Tự Do. Quyền Anh Tự Do. Đúng rồi, Quyền Anh Tự Do Manny Pacquiao á. Thì cái phong trào ở bên Phi bây giờ là cũng sắp sửa nó là năm tới bầu cử, thì ông tướng này cũng ra cũng bày đặt là đi tranh cử tổng thống. Mà trong khi đó thì trình độ về lý luận về chính trị và trình độ về cái vấn đề mà học thức á, rất là kém. Chẳng qua là anh ta nổi tiếng về cái vấn đề là cái môn thể thao đó, thì cho nên thì trở về cái vấn đề mà Ukraine á, thì sự thật á, thì cái khối NATO của Mỹ á, nó không có bao giờ nó có nghĩa là nó vô nó chia rẽ người ta được phần nào đó được, nhưng mà nếu mà nói về mà đánh chặn hay là nói về mà phải nói là để mà đồng minh á, mà giúp á, thì dĩ nhiên là không. Là lý do là vậy, là anh bạn theo quan cái tụi Mỹ đó và cái tụi Anh đó, tụi Tây Âu đó nha, mình nói là Tây Âu đó nha, nó không bao giờ coi những người Đông Âu là da trắng. Có sự kỳ thị. Tức là có sự kỳ thị. Đúng. Tại vì Đông Âu á, Đông Âu á là đa số cái tướng của họ đó nó to con và nó bự, nó nhìn nhưng nó lai một cái sự bộ tộc của những người Á Châu. Giống như những người Kazakhstan hay là Kyrgyzstan này nọ đó, những cái vùng đó đó, anh nhìn cái những cái bộ tộc đó đó, cái tướng của họ rất là cao mà bự mà khỏe và mạnh nữa. Cho nên á, còn những người mà Tây Âu á, là giống như là Pháp nè, Pháp, Đức nè, với Anh hay là Hà Lan hay là Bồ Đào Nha hay là này nọ đó, thì những người đó đó họ coi là da trắng thượng đẳng. Cho nên á, thì họ rất là phân biệt về cái vấn đề là cái tuy là người Nga thì họ nhìn giống trắng vậy đó, nhìn cũng là mắt xanh vậy, nhưng mà họ không bao giờ cho là da trắng, là không bao giờ. Cho nên á, trở về cái vấn đề mà thời buổi bây giờ anh nói là thế giới họ không có còn tin tưởng về Mỹ. Đúng, cái câu đó là chính xác, tại thế giới bây giờ họ biết được á, là Mỹ là cái thằng tướng cướp. Nó hồi xưa đó, nó đi gai chiến, cái nghĩa là nó dựng lên một cái câu chuyện để nó đi vào những cái nước nào đó để nó đàn áp, giống như nó qua Việt Nam, nó xâm lược Việt Nam, nó dựng lên cái diện Bắc Bộ, hay là cái vấn đề mà Iraq, Saddam Hussein nó cũng dựng lên. Đó, thì trở về cái vấn đề mà chú Cầm nói là nước Mỹ sụp khi mà bắt đầu là ông Tổng thống Trump, cái đó không phải, không phải. Nước Mỹ sụp á, là cái vụ 911 xảy ra. Cái vụ 911 xảy ra là hai cái tòa nhà đó mà thế giới và một số người nghĩ là cái đó là khủng bố. Không phải đâu, cái đó không phải là khủng bố, cái đó cũng là một cái ngụy tạo phim để Mỹ nó giật dây cả thế giới để nó vào nó quýnh Iraq và Taliban và Bin Laden đó, nó ghép tội người ta là khủng bố. Cái đó, đó là nó dùng cái chiêu bài để nó qua nó cướp dầu mỡ ở bên Trung Đông á. Cho nên đó, chính vì cái vụ 911 này nè, hai cái tòa đó, đó đã sụp, nó không có khác gì là hai đảng ở Mỹ, nó chỉ có hai đảng nha, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đó. Thì không có khác gì là hai cái đảng đó đó là bây giờ tự nó chia sẻ với nhau và nó giết với nhau. Tại vì một số đảng hay một số những người mà trong đảng đó, đó họ không có đồng ý trong cái bộ máy chính trị của nước Mỹ đó. Thì thôi chia rẽ. Bây giờ mình cũng đúng rồi, nó chia rẽ mà
Bây giờ xin lỗi nha, tại mình tới giờ mình phải vô làm. Đáng lẽ là mình cũng muốn đi vô sâu vậy đó, nhưng mà xin lỗi, tới giờ mình phải vô làm rồi anh bạn. Cảm ơn anh bạn nha. Chào anh bạn. Ok, Chào anh em. cảm ơn em. À, cảm ơn ai Việt, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tạm biệt rồi. Hello tôi Quang, chào tôi Quang, chào cả nhà. Ông lên ông đừng chọc nữa nha. Ông đừng chọc có mọi gì người nha. Nói bình thường thôi, tại có một thỉ nghe vô. Rai từ nào giờ hiền thô có làm gì đâu, người ta ngồi im ru, người ta nghe, người ta coi. Từ xưa đến giờ có ai có làm vậy đâu. Tại lên mà nó mình bức xúc con cái nó ở cái chỗ gần chung nó ở nha. Nó cũng ở bên đây chung với mình mà nó nói là nó không quan tâm. Không quan tâm, không gì hết. Mình nghe mình bức xúc. Mình nói bà mẹ mày. Nếu dạ chẳng khác nào mày gì ta? Mày ăn cơm Mỹ, ăn cơm quốc gia gì mà mày mày phản bội quốc gia nước Mỹ của mày luôn là sao? Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản á. Mẹ thằng này nó có thờ ma cộng sản đâu. Rồi ăn cơm quốc gia nó thờ cái đất gì đó, có biết cha gì đó, nó phản bội. Ăn cơm quốc gia nó phản bội cho nên mình nghe nó hơi kỳ kỳ. Trời ơi, quỷ đó từ nào giờ kiểu nó nhây. Nó hay xuyên tạc, đâm chọt nhiều cái nó quá. Nó không có thực tế cái gì hết. Còn là đúng sô bu gì đâu, không ghét. Cho lúc này chắc hôm nay chắc không có gì, lên tác gió với thời quan chừng vài phút cái cho ông đi ngủ. Ok việc ra thoải mái đi, đang đi làm cái gì? Đang chạy đi làm, đang chạy xe đi làm nè. Nay đi làm trễ, nay 10 giờ mấy ở nhà thì sáng giờ mới nhà đi làm đấy. Em qua vừa nói chuyện với thơ quan xong đó. Man, đang chập chập tự nhiên thấy điện thoại nó báo tưng lên, mở lên một cái tôi nói nó bắn nhau, trời ơi nó bắn nhau quá trời luôn. Mấy cái clip đó, mấy cái video clip đó là của cảnh sát mà nó sau khi nó bắn nhau nó lấy mấy cái video clip từng khúc của mấy cảnh sát nó ráp vô á. Nó bắn vậy đó, thấy giống giống trong phim không, nó bắn ý như là chiến trường Liên Xô với Ukraine bên kia chưa bắn, bên đây nó bắn trước rồi. có xem trên tường của Việt Rai á, làm thấy ghê lắm, làm thấy ghê lắm. Mà khổ nghe, mà cứ nói tới là mấy ảnh không quan tâm. Chuyện nó giống như thằng gì, thằng Sô Lê nó nói trời ơi nước Mỹ người ta đâu có cần thế này thế nọ, nước Mỹ là có người dân Mỹ, có người tài người giỏi của nước Mỹ người ta làm rồi, nên anh em chúng tôi, anh em que chúng tôi đâu cần phải là cống hiến gì cho nước Mỹ đâu, đâu cần phải cống hiến cho nước Mỹ, tức là dư thừa rồi, nước Mỹ người ta dư thừa người tài rồi đó. Sô Lê nói vậy đó. Rồi cho nên mấy thằng ma đó lúc nào nó cũng nói cái đẹp, cái nó không bao giờ nó nói những cái xấu ở ngoài, cái nó ma xạo nó mị dân để nó lừa biết bao nhiêu người mà họ không hiểu á, người ta cứ nhảy vô người ta coi nữa mà bảy tầm bạ không mà má trò đồ bú. Ngày qua có trưa buồn buồn cũng lướt vòng vòng chơi lướt xong hồi vô cái diễn đàn của cái ông có ông cũng ở bên cái gì đó ở bên châu Âu,
rồi đang nói chuyện với ông kia nữa, ông kia nữa thì cũng nhảy đinh đinh la làng lên là tôi muốn đa đảng, tôi muốn đa đảng, có tôi tao mà cái thằng nó mất dạy lắm đó, chửi ai nó cũng chửi, chửi thề, chửi lú số bu á, cứ đa đảng. Rồi cái ông kia cũng cùng phe luôn, ông kia cũng cùng phe luôn, cũng nhảy lên đâu quá nó chửi nhau, trời ơi nó chửi tan tành chứ quách anh mình ơi, chết mẹ rồi. Má đa đảng như thế này mà ô nước Việt Nam mà thật sự thật giống như mấy ông muốn, cái tôi nói nó nát dư tương luôn. Nhưng mà việc ra, việc ra với mọi người biết sao không, cái độ ngu của mấy thành phần đó thế này nè, tức là mình không hiểu sao nó giống như cái con robot mà được lập trình bởi cái USB á, tức là cứ cắm vào và khi mở miệng ra là cứ tôi muốn ra đạn, tôi muốn ra đạn, vơi 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 vơi. Còn ví dụ như ví dụ mình là người dân đi, là thơ quan, là người dân đi, thơ quan ok, tò mò thắc mắc ok, bạn muốn ra đạn đúng không, thì bây giờ bạn phải thuyết phục người dân xem đa đảng thì nó đưa ra được cái ưu việt gì, cái tính tốt gì, cái đặc thù gì để cho người dân cảm thấy cái điều bạn mà muốn lan tỏa đó nó đúng đắn và được người dân cảm thấy đồng lòng, người ta ủng hộ, thì không nói được gì hết, thì không nói được gì hết, không chia sẻ được gì hết đó. Bởi vậy xui xui cùng tụi nó như những cái con robot vậy đó. Ông ta quan biết sao, cái ông mà cái ông kia á, ông nói ông muốn đa đảng á, ông cũng lên ông giải thích, ông có lên ông giải thích, ông giải thích ông nói là đúng rồi, đa đảng á tụi bay ngu quá, tụi bay không biết cái gì hết, đa đảng á là được cái này nè, con cái tụi bay đi học miễn phí nè, bác sĩ y tế được miễn phí nè, cái gì cũng được miễn phí á, còn mấy cái liệu ý chang mấy thằng ba que nó nói vậy đó. Mà miễn phí, mà miễn phí mà nhờ, như Việt Nam nè, ở bên Mỹ nè, đúng không, đối với họ là Mỹ là đa đảng đúng chưa, đúng không, thì theo Việt Nam đang ở bên đó đó, thì Việt Nam có được miễn phí không, con cái Việt Nam, Việt Nam đi học có được miễn phí không? Đúng không, không, cái này thực tế để làm gì, để mình dẫn chứng cho người dân trong nước thấy rõ được rằng là những cái luận điệu của tội xỏ lá đó đã nói rồi, cái chủ đề của chúng ta là gì, một khi ba que nó diễn trò xỏ lá chả méo cái gì vui đó, méo gì vui đó, đúng chưa, đúng chưa, trong khi nó kêu nó là đi theo đa đảng đi là được học miễn phí, con cái không cần được ở nhà lầu đi xe hơi, nhưng mà ở nhà lầu đi xe hơi cái phần sau nó lại ông nói giống như Trung đó, ok ở nhà lầu xe hơi nhưng mà chạy xe hơi đi xin mì gói thì nó lại không nói, tức là nó cắt cái đoạn đầu đoạn sau đi, nó bỏ, nó chỉ lấy đoạn trước thôi, qua bãi nó nhà lầu xe hơi, rồi cái đoạn trước đó nữa thì nó lại cắt đi, nó lấy khúc giữa, đó là gì, phải làm như thế nào mới được ở nhà lầu đi xe hơi, chứ không phải qua bển đó, qua tới đó là chính phủ Mỹ mày mới qua phải không, tên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nấm độc đúng không, rồi tao cấp cho mày cái nhà lầu cái xe hơi mày ở nè, hoặc là mày là Trần Thị Nga đúng chưa, tao cấp cho mày cái nhà lầu cái xe hơi để mày ở nè, có không, làm gì có, đúng chưa, trời. Làm gì có, hôm nay A Quy mở diễn đàn nó quốc thơ quan quá trời vậy á, lọc mẹ thế này là anh Nguyễn Lộc, cái bản chất của nó là vậy, bài ba cái dân cắn lén mà cả chẳng quan tâm, nhưng mà cũng cảm ơn anh đã thông tin lại để cho mọi người thấy rõ được cái bản chất của những thằng ba que xào lá ra sao. Chắc mất dạy ở bên đây á, miễn phí nó hay lắm, nó tính vô hết rồi, nó tính hết vô trong cái thuế mình phải đóng thuế trường học hết rồi, đó mình đi làm, mình đi làm, mình ví dụ như mình ở trong cái khu nhà đó, trong cái khu vực đó là mình đã phải đóng thuế hết trong cái khu vực đó. Bây giờ cái cặp vợ chồng nào hay là người nào mình không có vợ đi, hay là thí dụ đi hai ông bê đê ở với nhau mua căn nhà, ôm cũng đâu có con cái gì đâu, mẹ cũng đè đầu ra đóng thuế thấy mẹ luôn, mấy ông bức xúc, mấy ông tao có con đâu mà cũng bắt tao đóng thuế vậy, phải chịu. Mà nhiều người họ không có hiểu, họ cứ nói cái gì cũng miễn phí á đó, ủa mà miễn phí thì tiền ở đâu mà ra, tiền ở đâu mà lấy ra miễn phí hay vậy. Rồi còn bảo hiểm y tế, ôm bảo hiểm y tế
à, quả mai được hưởng một chút, nhưng mà cái tiền hưởng không có thấm thía gì á, mà những cái bảo hiểm y tế miễn phí á, nó đưa vô những cái chỗ đi nhà thương bèo, nó đi vô cái chỗ đó mà mình vô á hả, mình không có muốn vô luôn á. Đó, làm những cái chỗ mà giống như cho mấy người ăn ăn tiền tiền già, tiền tiền quá khoe rồi đó thôi quan à. Mấy cái người lớn tuổi hay là mấy người không có tiền đi làm thấp á, nó xin được mấy cái đó đó, trời ơi vô trong đó nó chán lắm. Mình nói thiệt chứ, mình nói không phải mình kỳ thị nghe này kia, nhưng mà đa số là những thành phần mà đen nè, rồi quậy quọ, rồi cái gì nhưng mà vô trong đó hôi hám nhìn quải lắm đó. Chứ đâu phải là đơn giản, mà cái gì mà nó cho miễn phí rồi thì biết đó. Mà bây giờ á, không lẽ mình là con người Việt Nam mình qua đây mình đi làm, mình lo gây dựng gia đình đồ này kia kia nọ, chứ mà ngồi đó hả, không giống như mấy thằng ba que mà cứ làm miễn phí à. À đúng là bà wow. Rồi nhà cửa cũng vậy, mấy cái nhà mà được ở mà nó kêu là nó giảm tiền xã hội nó cho đó, đó thì cũng toàn là ba cái khu mà vô trong đó đi, ồ nó bắn nhau, nó đánh lộn nhau tối ngày đó đó, giống như mấy cái khu mà nhiều người họ quay phim ở trên nhiều người họ làm YouTube họ đưa lên đó. Ừ, ồ giả mang luôn, vô đó ở không còn tào lao, có cái giá hết đó thôi Hoàng ơi, không có cái gì mà làm miễn phí đó. Ở Mỹ này không có gì miễn phí đó, có tiền cái gì cũng là tiền hết đó. Có nhiều người làm ra được cái này, làm ra được cái kia đó, có nhiều người có nhà có cửa xe cổ ngon làm đầy đủ, trả thuê trả hết rồi đồ này kia có, nhưng mà người ta phải trả một cái giá bao nhiêu năm người ta sống ở đây, người ta cài quần quật như con trâu thì người ta mới được cái đó. Coi như tiền thuế đóng trước đúng chưa? Cái tiền thuế đóng trước vào phúc lợi xã hội thì giờ họ lãnh lại. Giống như Việt Nam mình hưởng lương hưu thôi. Và thậm chí mình tiền tiền người già, tiền này tiền kia là người dân Việt Nam mình cũng hưởng bình thường mà. Đúng, nó lấy trước hết, nó lấy giả màng lắm chứ nó không có lấy giống như kiểu Việt Nam đâu. Nó lấy mà hỏi mấy người mà đi làm trong hãng xưởng rồi đó. Vừa vô hãng làm cái tấm ngân phiếu đầu tiên được trả lương là nó trừ một cái sổ trong đó liền, cũng có nhìn mà đau lòng. Nhưng mà chịu thôi sao giờ. Quải. Ok thôi thôi Quang đi ngủ đi, đưa ông đi ngủ đi. Em ngồi ông. Ok Việt Ra. Mình lại nói chuyện sao. Ok Việt Ra, cảm ơn Việt Ra nha. Rồi chào cả nhà. Ok vậy nha mọi người nha. Thật Quang cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đã ở lại chơi với thật Quang tới giờ phút này. Lần nữa thì cảm ơn mọi người và chúc mọi người ngủ ngon. Xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau ạ. Ok, bye bye.